Nhằm cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính để tạo thuận lợi trong môi trường đầu tư cho doanh nghiệp thì mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nghị định về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Cụ thể, đối với lĩnh vực thông tin điện tử, nghị định đã cắt bỏ 11 điều kiện đăng ký kinh doanh, 13 thủ tục hành chính và giảm 6 thủ tục hành chính, giảm 4 thủ tục trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng. Nghị định cũng quy định rút ngắn thời gian cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp từ 15 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc. Ngoài ra, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin điện tử, nghị định cũng bổ sung quy định về thu hồi giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, giấy phép thiết lập mạng xã hội trong các trường hợp vi phạm quy định. Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 sắp tới.